Bạn có biết những thực phẩm sau nó phá nát gan nhanh hơn cả bia rượu? Thứ nhất là thịt đỏ với hàm lượng protein phong phú. Thịt đỏ là loại thực phẩm cần thiết trong chế độ ăn uống hàng ngày của con người. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc cắt giảm lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn mỗi ngày của chúng ta sẽ giúp bạn có một lá gan khỏe mạnh hơn. Thứ hai là đường. Bạn cũng biết rằng ăn nhiều đường nó sẽ làm cho các chất béo của chúng ta nó bị tích tụ trong gan và gây ra các bệnh lý về gan. Thứ ba là măng tươi. Bạn có biết rằng trong măng tươi nó có những hoạt chất gây ngộ độc cho gan. Thứ tư là đồ nướng và đồ rán. Đồ nướng và đồ rán nó có rất là nhiều hương vị hấp dẫn nhưng lại gây hại cho gan. Chúng thường được tẩm nhiều gia vị, trong đó nó có đường. Thứ năm là nội tạng động vật. Chúng ta ăn nhiều nội tạng động vật, nó sẽ làm giảm thiểu hoặc là làm ức chế sự bài tiết của mật, khiến cho gan không thể thanh lọc được các chất béo và làm tăng gánh nặng để chuyển hóa cho gan. Thứ sáu là đồ ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn.